Thấy thằng Chúa cũng đẹp nghe, thấy Chúa tái lâm nó thổi kèn ở trên trời bay xuống đó. Quên nãy là nói Chúa tôi dùng mấy dấu hiệu này nha quý vị. Khi tâm tâm bình đẳng hướng thượng, trái tim á là cái tâm của mình, là học Phật, học cái công thức của Phật, nó là vậy, là nó khác thánh giá một chút, thêm trái tim nữa một chút. Thánh giá đó là xưa bên Âu Châu á, người ta tử tử hình mỗi người cho nó lẹ đó, và cắm một cái cây xuống đất rồi căng hai tay vậy thôi, chứ nó chỉ là dấu hiệu của người thế gian để mà hành hình những tù nhân. Hôm nay Chúa chọn đàng hoàng nha, dấu này lịch sự hơn là trái tim của mình. Rồi bình đẳng và hướng thượng, cái này dấu thập giống như hồng thập tự đỏ, cho nên khi ai làm á thì nó phải là bằng nhau, chứ cái này mà dài xuống một chút, nếu mà người Công giáo thích làm xuống dài một chút cũng không sao hết. Cái dấu này ở trên trời có hội đồng chư Phật, hội bên thánh, bên Bồ Tát, các chư thiên, chư thần, Thiên Long Bát Bộ đều gia hộ dấu này, cả ông Mohammed bên Hồi giáo nữa. Thì ai đeo dấu dấu này á, là ở thời đại này á, là rất là màu nhiệm, được che chở qua hết tất cả bệnh tật và mọi thứ xui xẻo. Hiện nay cũng có nói nhiều rồi, bữa nay mình không có nói cái này, là lần này nói chuyện với quý vị vui vẻ một chút, không thấy mệt 2 phút, tại liên tục nhiều tuần tuần nào cũng vậy. Mấy bác về thăm thăm cha thăm mẹ trên núi Thanh Long Sơn, thăm Phật, Công giáo thì thăm Chúa, cũng có Chúa trên Thiên Long Sơn nữa, thì rồi thăm kiệt luôn, mà thăm đó thì cứ phải nó ngồi nói chuyện, mà từng nào cũng nói chuyện riết hết hơi luôn. Nói quá chuyện đừng đó là mình kỹ sư thương mại chế vi mạch ha, được đi qua bên Vatican để học 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 làm cha, chắc hôm nay chắc việc nóng nhiều, người Công giáo sẽ được về trời lắm, không biết Chúa không cho kiểu đó à, cho mình làm người bình thường. Nãy giờ nói bên Công giáo khó hiểu, ta đâu có phục, dễ được phục. Nhưng mà cái gì có nói những tiền kiếp á, Kiệt cũng đã từng là ông cha linh mục, và có những tiền kiếp chỉ ở bên Ấn Độ làm những người đạo Hindu đạo Hồi. Rồi có một tiền kiếp Kiệt là ở bên Khmer, đại đế Khmer ở thành Angkor Wat đó, là cũng người Hindu đó. Thì thôi là tất cả các đạo, mỗi một kiếp đó mình chỉ đóng được có phim đó thôi, giống như mỗi một phim cái hoạt cảnh, cái màn hình, cái vai, tên tuổi cũng khác. Thì hôm nay mình cứ tính hôm nay Thiên Tuấn Kiệt là vậy. Ok, bắt đầu đọc comment nha. Quan Đại Quang hỏi chú Kiệt, chào chú Kiệt, bao lâu nữa chú về? Khi nào đúng thời cơ, sư phụ tức là đức thầy xuất hiện thì chú mới về được, còn bây giờ chú về một mình và chú bị quấn ai bên chú, còn bình nổi không? Thiên Minh Di, chú kể chuyện thủy cung đi chú. Thủy cung có bao nhiêu người hiểu? Chỉ có một số người mình hiểu tâm linh đó, thì biết thủy cung, chứ còn bên cả những đạo Phật, người Việt Nam mà đạo Phật nhiều khi còn không hiểu, huống hồ chi chú nói mạng trên này người Công giáo cũng nghiên cứu, họ càng không biết có một cái thế giới là thủy cung nữa. Thì lúc đó người ta nói chú là quan tử mê tín, sàm dị đoan, vua dị đoan, thì chú sẽ không độ được họ, chú phải làm cho họ gần gũi chú để họ được về trời. Tại vì nhiều người được về trời á, được Chúa nắm tay kéo lên á, thì chú được thưởng nhiều, còn ít thì chú bị đá đít nhiều đó, là nên chú phải phải tìm cách gần gũi. Chứ mình nói chuyện cao siêu quá, nhưng mà ai mà có duyên lên núi á, mà ngồi chơi cuối tuần với chuyện á, thì muốn hỏi chuyện trên trời, chuyện nước, hay là chuyện địa ngục,
thiên đình gì đó, thầy kể hết cho nghe, chứ là lên đây chỉ kể có 10% thôi chú quý vị. Chủ ý của mình đó là mình gán tìm được 20 triệu người mang dấu hiệu của Chúa để mà cho ngài giáng lâm, đúng không? Đâu phải dễ đâu, làm nhiệm vụ này quý vị thử đi, mở kênh đâu có tốn tiền gì đâu, mở thử rồi nói lên nói thử đi, mặt phải dày lắm á. Phương Bình Tân nói người hiểu thì ít, còn người nói phủ định là sao con thì nhiều. Tại vì cái thời nay tâm tánh của con người mình chạy theo vật chất và bận bịu với khoa học kỹ thuật và sự đua đòi thế gian, cho nên mình nói chuyện trên trời người dưới đất nghe đâu nó tới đâu. Thì người nào có duyên thì nghe, mà không có duyên thì cũng từ từ nghe. Ví dụ như hôm nay Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, rồi vị Phật hình như thứ bảy sau Phật Thích Ca, thì mỗi một vị Phật thường mấy nghìn năm, mà thế gian này phải chờ tới 10.000, 1.000 vị Phật thì họ mới được về trời, còn mình vị thứ bảy là mình về, thì họ còn 993 vị Phật xuất hiện ở thế gian nữa họ mới được về. Thầy con nghĩ bao nhiêu tỷ năm sao? Thì con muốn về trước hay về sau tùy con. Nàng nói sẽ có dài bao lâu vậy chú? Đói như nào cái bụng nó chịu đói hết nổi, nó dùng dậy thì hết đói, còn không đứng lên thì tự chết luôn, chết rủ luôn. Chi Mai nói mấy người giỏi như anh Kiệt không rảnh lên đây nói chơi đâu các bạn. Đúng rồi, mấy người giỏi đâu có rảnh như chú đâu. Chú làm 1 tiếng đồng hồ cả 100.000 đô mà lên đây ngồi nói chuyện. Còn mấy người giỏi thì cứ đi chạy lăn xăng, cú điện thoại chú gọi thôi biết nhiêu đơn đặt hàng vô hãng chú. Thôi chú Việt, tất cả là con cha mẹ, sao có người từ cõi trời xuống, có người cõi thú lên. Tất cả chúng ta ngày xưa từ cõi trời hết, tại vì trên đó mình làm biến Phật giảng pháp cho anh đó, mình nghĩ mình sống dai với mình không có khổ, mình không có biết làm từ thiện, thì cha với mẹ thời đó mới lập qua cái đệ là quả địa cầu này, rồi mình xuống đây mình mới học hỏi. Chứ tất cả chúng ta chẳng, nhưng mà khi mình xuống đây á, mỗi một kiếp thì đưa người nào được thiện duyên thức chỉ đường thì quay đầu thì về lẻ, còn có nhiều người cứ đầu thai vào những cái nước mà gọi là biên cương lãnh địa hay là những nước mà không có hiểu về Phật pháp, những cái nơi dữ dằn á, thì mình cứ thụt lùi rồi chết rồi tái sanh, chết rồi tái sanh lại, nó gọi là trong vòng lục đạo, rồi từ đó mới làm thú, tại làm người ác khi chết xong đâu có tiền đâu mà trả, thì phải đầu thai làm thú để mà lấy cái thịt của mình cho ta xẻ răng để trả, đó là có người làm thú. Nhưng mà có bốn loại người: hóa sanh, nõm sanh tức là trứng, thai sanh tức là mang bầu đẻ, và những cái ẵm sanh đó là những cái con ngọt con gì đó, nó tự động nó thành ra con. Thì những người hóa sanh là giống như dạng như chú là dạng hóa sanh, thì cha với mẹ tức là biết rồi đó, thượng đế cha trời mẹ đất, thì hóa sanh nghe chúng, thì ở trên trời những người có thần thông giỏi á, họ hóa sanh nghe những đứa con, họ muốn đứa con này giống như mình đơn đặt hàng nha, ok Bi Chí Dũng, rồi những đứa con làm chuyện này, những đứa con làm chuyện kia, đó là gọi là hóa sanh, chú thuộc dạng hóa sanh. Còn có những khi những đời xưa của chú á, khi mà thời còn tạo thiên lập địa đó, thì chú mới tạo ra những đứa con của chú trên quả địa cầu này nữa, thì từ đó nó mới xây dần nha. Rồi người này sanh ra người kia, rồi những loài thú thì do tất cả các chuyện gì biến hóa ra, nhưng mà trong nguồn gốc muôn loài vạn vật đều là con của thượng đế hết, cho nên chúng ta mình giải thích cũng hơi xa, nhưng mà tóm tắt lại là tất cả chúng ta đều là con của thượng đế, đều tu thành Phật hết. Nhưng mà có người thành Phật trước, có người thành Phật sau.